quý vị và các bạn, với không khí mát mẻ, phong cảnh nên thơ hữu tình, nên trên các bảng xếp hạng đánh giá điểm đến hấp dẫn mùa du lịch, Đà Lạt luôn nằm trong top được du khách lựa chọn nhiều nhất. Chính vì thế, trong những dịp nghỉ lễ như thế này, các tiểu thương trên địa bàn luôn chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu của du khách, đặc biệt là các mặt hàng đặc sản. Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng chung tay cùng nhau giữ vững mức giá ổn định, không tăng so với ngày thường để tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Với khí hậu ôn hòa mát mẻ, Đà Lạt luôn là sự lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là vào những ngày lễ lớn của cả nước. Nắm bắt được tình hình đó, các tiểu thương trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách. Đáng chú ý, giá các mặt hàng đặc sản hầu như không thay đổi nhiều. Cụ thể, khoai lang dẻo có giá khoảng 50.000 đồng một ký, hồng dẻo nguyên trái có giá hơn 160.000 đồng một ký, rau củ quả thập cẩm sấy khô có giá 80.000 đồng một ký. Việc ổn định giá hàng hóa, không tăng mạnh và chặt chém khách du lịch đã phần nào tạo nên hình ảnh đẹp của thành phố ngàn hoa đối với du khách gần xa. Có những hàng có thương hiệu, chứ gần đây tụi cô cũng không bán những hàng trôi nổi. Ừ. Tại vì do cái uy tín của người dùng nữa. Thì mức gần năm ngoái 120 thì năm nay nó cũng 120 vậy thôi con. Ừ. Rồi sô-cô-la thì bao nhiêu năm trời, sô-cô-la Mỹ xịn thì nó cũng 330, 350 yên ký vậy thôi. Đấy là cô bán theo nhu cầu của khách cô vậy thôi. Em chỉ mới mua được một vài loại mứt về cho người thân và bạn bè. Rất là ngon và có nhiều loại mứt rất là mới lạ mà em chưa từng thấy. Em cảm thấy mứt ở Đà Lạt thì giá rất là rẻ và phải chăng. Bên cạnh việc ổn định giá hàng hóa thì các quán ăn ở Đà Lạt cũng tiếp đón lượng khách tăng hơn 20% so với ngày thường. Các món ăn đường phố nổi tiếng của Đà Lạt như bánh căn, bánh tráng nướng, sữa đậu nành, xiên nướng luôn được du khách ưa thích. Ở đây lần thứ 3 em tới Đà Lạt à. Rất là đẹp mà lạnh, em thích lạnh. Ê, đang đi ngoài đường thấy quán nó đông quá nên vô ăn. Dạ em cảm thấy bánh căn ở Đà Lạt ngon lạ mà thành phố không có. Em chắc sẽ trở lại đây. Đã quen với việc tiếp đón một lượng khách đông hơn khá nhiều so với ngày thường, nên các cơ sở phục vụ ẩm thực và du lịch đã có sự chuẩn bị tốt về nhân vật lực. Nhưng do lượng khách những ngày lễ như thế này tăng bất ngờ so với dự định, nên một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn chưa đáp ứng tốt nhất các dịch vụ là điều khó tránh khỏi. Mình đến lần này lần thứ 5, trong các vùng là phía Nam thì là không khí đây là tốt nhất. Cả về cái đồ ăn, thức uống, cái thứ đều ngon mà giá cả thì cũng vừa phải. Mình đi so với cả những cái lần mình đi trong những ngày không phải lễ thì nó thấy nó xô bồ hơn mà phục vụ thì nó không được gọi tận tình bằng. Nhất là về cái dịch vụ khách sạn ấy. Nắm bắt được thế mạnh về du lịch của Đà Lạt hiện nay, người dân thành phố Đà Lạt đang cố gắng từng ngày chung tay với chính quyền địa phương xây dựng một hình ảnh Đà Lạt thân thiện, mến khách. Với những nỗ lực ấy, Đà Lạt đang ngày một khẳng định được vị thế du lịch của mình, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Biết được từng mức độ của căn bệnh hen suyễn ở trẻ em thưa bác sĩ? Dựa vào cái mức độ khó thở, tần suất xuất hiện cơn hen và đáp ứng điều trị của bệnh nhân hen phế quản thì người ta chia thành 4 bậc. Bậc 1 là